Rồi chào cả nhà, hôm nay Sang đang có mặt ở tại xã Dị Bình, huyện Dị Thủy, thì tỉnh Hậu Giang. Rồi có một cái trường hợp cũng nhờ Sang ghé thăm một cái bà cụ 80 tuổi neo đơn sống ở đây. Bà tên gì em? Bà Hai Vân à? Đây phải đi đò qua. Chúng tôi đi về đây đi men quốc lộ 61. Quốc lộ mà vô trong đây. Tới ngay ủy ban xã là đối diện ủy ban xã Dị Bình đó, có cái đò luôn đó nha quý vị. Có đò đi qua. Để vô trong đó coi như thế nào. Dân ở đây có nhờ Sang cũng lâu rồi, hôm tháng 11 tới giờ tháng 12 Sang mới rảnh Sang qua. Bà hiện tại giờ đang sống nha? Dạ, sống một mình. Sống mình hả? Dạ. Con cái thì đi làm xa. Nó làm ở đâu? Tầm lum hết trơn. Bao nhiêu người con? 4-5 người vậy đó. Đi làm ra. Làm ở đâu? Đi làm Phú Quốc. Hả? Em đi làm ở Phú Quốc. Phú Quốc à? Rồi sao mà không có đến về mà thăm cha mẹ gì vậy? Qua đò chạy vô sao không? Dạ chắc chắn như tới ạ. Dạ. Nhà thì gì ở đậu người ta, ở đậu đất người ta. Rồi em là cái gì? Dạ em của bà Hai hả? Dạ ở gần xóm nhà em này đằng kia. Kêu là bà Hai hả? Dạ dạ. Dạ bà đây hả? Dạ dạ. Đây là cái nhà của bà Hai. Giờ để quý vị khán giả cùng Sang vô tìm hiểu như thế nào nha. Con chào bà. Dạ. Con tên Sang. Dạ cho con hỏi bà tên gì? Nguyễn Thị Vân. Bà Vân hả? Dạ. Thường ở nhà ở đây người dân ta kêu bà là tên thứ mấy? Tên thứ hai, kêu bà Hai, bà Hai. Vậy. Kêu bà Hai à, bà Hai Vân vậy vậy. À. Dạ. Bà năm nay nhiêu rồi? 75. 75 hả? Ờ. À. Bà ngồi đi. Ờ. À. Bà ngồi đi được rồi. Chú mới xuống tới chú rồi. Dạ dạ dạ. Rồi, bà ngồi ở giường đi, ngồi ở giường đi bà. Rồi bà ăn cơm nước gì chưa? Chiều nay không có ăn rồi. Hả? Chiều nay không có ăn không. Wow. Như cháo, gan gạo đó rồi bỏ bình thủy ăn vậy lại. Bà quay qua đây ngồi cho nó sáng sáng chút xíu bà. Ừ. Rồi, bà ngồi đó hơi tối. Rồi. Rồi chiều bà ăn cái gì? Chiều nghỉ ăn cơm. Hả? Chiều không có ăn cơm. Rồi sao nghỉ không ăn? Không có gì ăn rồi thôi, gan gạo bỏ thùng thủy đó rồi ăn với đường. Nhưng mà bà giữ eo ha. Giữ eo ha, cho đẹp gái ha, đẹp lão ha. Bị đau đó rồi ăn cái gì đó không à. Bà bị gì? Bị thiếu máu tim. Thiếu máu tim. Bao tử lỡ, rồi đường ruột yếu. Đã rồi nằm ở dưới gạch giá chứ lâu mới thích mới bớt. Nằm dưới ai lo cho bà?
thì mấy đứa nó về nó nuôi một hai bữa vậy đó. À. Nó nghèo á chú ơi, rồi bữa nay thấy đi mà ăn hết trơn à. Dạ. Nghèo rồi ở đây sao chúm chúm đi chết sao? Tôi ở đây thì tôi ở đậu miếng đất nhỏ trên nhà nè. Dạ. Chứ đâu có đất cát gì đâu. Rồi con cái của bà bao nhiêu người? Thì 4-5 người mà đi mặn vậy đó. Mặn ở đâu con bà? Hả? Mặn ở đâu bà hay? Bình Dương á. Bình Dương. À. 4-5 người mặn hết ở Bình Dương hay sao? Mặn hết vậy chứ đâu có ruộng nương gì đâu, sắm. Rồi bao lâu về thăm bà một lần? Thì có đau ốm gì thì nó về nó thăm một hai bữa. Trời đất. Nó đi vậy đó, rồi tôi ở đây mình nên vậy đó à. Rồi sao mà không hàng tháng hoặc là vài tháng về thăm bà một lần? Dạ, nó cũng nghèo muốn chết lo mà không rồi, như chú coi về thì sao? Dạ, bao lâu rồi mới về thăm một lần bà? Dạ, mạnh gì thì nó không lâu không có về. Rồi nè, có đau được thì nó về nó thăm, nó nuôi được vài bữa đi nằm nhà thương rồi vậy đó. Rồi bà ngày bà sống bằng những gì? Thì gạo thì ở chùa người ta cho ăn. Dạ. Ăn ngày không hết lần gạo. Dạ. Rồi sống vòng vòng với mẹ nó vậy chứ có làm gì đâu, làm gì nổi đâu. Dạ. Ừ. Rồi sao nó không gửi tiền về cho nuôi bà? Trời đó, vợ con nó còn không đủ nữa. Ừ, con bà lớn hết chưa? Lớn hết rồi. Năm nay cỡ 40-50 tuổi chưa bà? Trời đứa năm mấy nữa rồi. Vậy là bà có cháu hết rồi cái gì? Ờ, cũng nghèo, cháu cũng mạnh ai, nếu mạnh mới sống vậy đó. Vậy hả? Ờ. Tôi sống đây mình lên, nhờ sớm nghiền. Đau ốm thì sớm rồi. Dạ. Chở đi với mấy đứa này nè, chở đi chích thuốc. Rồi. Dạ. Mấy bữa gài phải có tiền đi chích thuốc, vô nước biển rồi, nó mệt. Bà phải ăn nhiều vô chút chứ ăn ngày con cử đâu có được. Được. Hả? Nửa chén cơm không hết nữa. Gắng ăn ăn để sống. Sống lâu chút rồi gặp con gặp cháu rồi nó vui. Vậy mà không có mà ăn không có được, cái bệnh nó lỡ đó. Rồi anh là gì? Hả? Anh á? Dạ tôi ăn hàng xóm. Hàng xóm hả? Sớm. Dạ. Thấy chị nghe nói nay ở trên nên xuống rồi lại đây. Trời. Rồi cái em nào mà điện cho con nhờ thôi thân hắn rồi à, năm nay nhiêu tuổi rồi? 26 hả? Vậy kêu bằng chú đi được rồi đó. À vậy hả? Mà sao biết điện thoại, số điện thoại chú? Dạ con lên trên YouTube con coi á. À. Nó thấy tôi khổ quá vậy đó rồi nó thấy. Hồi nãy là chồng con chở chú đúng không? Dạ. Ê, chồng làm gì? Dạ đi làm, muốn về sinh em bé không đi làm nữa. À. Ở đây chồng sớm là qua phụ bà hả? Ở gần đi, gần đi nè, đá ốm thì nhờ mấy người này. Bà phải ăn nhiều vô một chút chứ. Được. Ăn nhiều có sức khỏe đi bán vé số. Có đổi nổi đâu. Đi nhiều mới khỏe chứ bà ngồi một chỗ hoài không có khỏe. Vì hai cái giò nó nhức. Hai giò nhức đúng không? Biết ngay mà, có đem thuốc nhức đây nè. Đó. Mừng không? Nó nhức đi không có nổi, bị thần kinh tọa nữa. Đúng rồi, đây nè, thần kinh tọa nhức đây nè, nằm hết đây nè. Ủa. Gương mắt thì thấy mờ mờ à. Tiểu đường thì tí xíu nữa con chỉ cho. Ở nhà này là của bà hả, lâu chưa? Mấy năm rồi, đứt chân nó siêu đó. Phải. Mấy chục năm à. Mấy đứa nó lại nó chọi đó, chứ thôi nó siêu nó sạch rồi. Cái nền đất vậy hả? À. Tối bà ngủ trên giường. Ngủ giường. Vậy hả? À. Cho con đi tham quan nhà bạn vòng nha. Hả? Cửa nó sẽ tưởng nó mất vàng đi. Vậy hả? chưa gài nó. Rồi tối bà ngủ đâu? Ngủ trong đó. Còn ở giường ngoài này? Giường ngoài này để không? Dạ. Sao mới cho nó nằm cho đó. Tối ngủ đây. Dạ. Cũng ngon lành chứ.
Đó, đầy đủ muôn màn chiếu gói. À. Đây nhà của bà Hai Dân ở xã Nhị Bình nha quý vị. Ở xã Nhị Bình xã Nhị Bình ấp 9.500 hả? Ấp 9B xã Nhị Bình, huyện Thị, tỉnh Hậu Giang. Đâu, con đọc lại từ từ ra. Ấp 9B xã Nhị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Đây. Mình nấu thuốc hay cái gì đây? Nấu nước hay nấu thuốc? Nấu nước hả? Ấm này đồ cổ hả? Ấm này con gà phải không? Bà ngủ con gà, ấm con gà phải không? Nhà của bà bị chiêu hết. Coi có gì đây. Nước mắm. Ơi ơi, không có gì mà ăn hết. Có ngũ đường, bột ngọt, muối có chút xíu, với này nước mắm. Nước mắm như vậy. Coi bạn gì đây. Hết. Cơm rồi. Cái nồi cơm này. Nồi cơm này thiêu rồi. Cái mùi thiêu rồi. Dạ. Này nước mắm, nước tương. Vậy hả? Bà ngồi trước đi, để con đi tham quan. Này của gạo của bà hả? À, còn gạo nhiều quá, chắc lát xin bà ít gạo ăn quá. Dạ. Bà lụm củi á hả? Bà lụm củi nấu. Đây. Đây, quý vị thấy. Để mình đi ra ngoài cho quý vị xem. Đây cái chòi. Chỗ này bà tắm rửa hả? Dạ. Sát bờ sông luôn. Còn lành á. Mát nè. Sang đi miếng điện về vẫn còn. Còn ho. Bước ở đây. Ô, dịch quá trời nè quý vị. Đây là cái chòi của bà. Sang gọi đèn vô đó. Có được cái máy toàn. Muốn dẹo rồi chống cái cây. Quý vị thấy cái cây không? Cây chống thẳng xuống. Nhà bà đây. Có chân đạp đánh con. Đi ra ngoài. Rồi dạ quà bà thợ gì á? Thợ bà mẹ xanh. Rồi cái miếng đó đâu phải mà mẹ xanh gì? Hả? Bà tu cô. Còn không phải luôn. Sao? Cái chữ đó ai nói bầm mà cô mẹ hả? Tối bà có niệm Phật không? Hả? Có hả? Tối bà niệm Phật hả? Bà niệm Phật làm sao? Thì Nam Mô Di Đà Phật. Đâu bà niệm cho con nghe coi. Bà niệm cho con nghe nữa coi. Thì Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Mốt niệm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đó thì mình đi chùa mình đi. Dạ bà ở nhà bà đi đứng nằm ngồi bà niệm cũng vẫn được. Bà niệm đi và bà nguyện cho tôi á, cho con á, tôi xin á, hết cái sự khổ thân. Nguyện cho tôi á, hết cái sự khổ tâm. Nguyện cho tôi sớm thoát khỏi kiếp khổ trầm luân. Nha, bà nhớ không? Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đâu bà nói đâu con ơi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Ni Phật. Dạ. Rồi, nguyện cho tôi hết sự khổ thân. Nguyện cho tôi hết sự khổ tâm. Hết sự khổ tâm. À.
nguyện cho tôi sớm thoát khỏi kiếp khổ trầm luân. Dạ. Để sớm được thấy pháp. Cái gì? Sớm được thấy pháp. Sớm được thấy pháp. Được giải thoát. Niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, bà nhớ tới đâu bà cứ niệm tới đó. Niệm Phật nhiều vô cho tốt nha bà nha. Bây giờ bữa nay con cũng đi có nhiều việc quá. Thì con tới đây thì sớm giờ con ở bên Cần Thơ, bên Ninh Kiều. Con có hai công việc ở bên Ninh Kiều. Xong con vô tới đây thì cái nhà của bà thì nó cũng tối quá. Con không nhìn được thấy rõ gì nhiều. Bây giờ trước mắt con gửi này thuốc này cho bà nè. Con gửi hết đây nguyên một bịch. Từng kinh trọ đúng không? Dạ, với lại đau khớp. Đây, con chỉ cho bà uống ha. Đây, cái gói thuốc nè. Bây giờ bà lấy trong này ra nó có hai bịch nhỏ. Sáng uống một bịch. Cái này hai bịch, bịch uống một lần. Dạ, một ngày bà lấy một bịch này uống được hai lần nè. Một bịch như vậy hai lần. Một lần uống một gói nhỏ vậy. Bà nhớ không? Này trong này hai gói nè. Đây, trong này hai gói nè, một gói nè, hai gói nè. Nó hai gói nó tách rời ra bà thấy không? Đó. Sáng uống gói. Sáng uống gói, chiều uống gói. Ha, à, hoặc chưa uống gói chiều tối uống gói. Ăn no trước khi uống. Bụng no mới uống nha. Rồi bà uống mà cảm thấy mà bà hết nhất bà đừng uống nữa. Ngân nha. Rồi tay chân hết dung á thì bà cũng ngân nha. Tay thì chắc không hết nổi rồi. Bà uống đi, biết đâu mai mốt hết sao. Hết đi rồi đi bán với số, con cho tiền đi bán với số. Lỗi nổi đâu. Đi bán với số đi nhiều nó mới khỏe. Đi nổi lắm. Làm chân thước rồi cũng nổi nha. Bây giờ cho 500 ngàn làm vốn bán số ha. Ha. Chịu không? Cho 500 ngàn bán số nha. Đi bán số cho khỏe. Mình phải đi vận động, tập thể dục nhiều. Bà ngồi ở nhà là bà cái tinh thần không có được thoải mái, nó buồn. Đi ra ngoài á thì có người này người kia nọ vui. Ha. À. Bởi mình đi nổi cũng lợi, bán giấy số cũng có được ngày kiếm được ít chục cũng đỡ. Dạ dạ, cho 500 làm vốn ha. Lạnh giấy số đi bán nha. Ha. À. Mình mới nằm về có ngày mới về. Tức là không lụm mày. Thấy không lụm đó. Còn khỏe lắm mà, không nó lụm thật đâu. Còn lâu lắm. Yên tâm đi. Không tính chết rồi. Đi chi sớm. Còn ở lại đây còn gặp con nữa mà. Cho con mượn cái tay à. Bà săn tay áo lo giùm con. Dạ nó đã rồi, em không tính lụm mày. Cho con mượn cái tay kia luôn. Tay này em đã gãy, té gãy. Dạ. Em đã té gãy rồi, đăng lại. Bà còn khó lắm, không có đi sớm đâu. Xương với da còn rất là chắc. À. Tại cái bộ tử đó bị lét nhiều quá anh mới thấy thôi. Ừ. Gán ăn vô nhiều chút. À. Ăn không được. Phải ăn, ăn để sống. Ăn được nè. À, cái này là ăn được nè, là cái chắc nè, chắc chị này biết nè. À. Cái này nè, ta đi mua ở ngoài đâu, ngoài Hoàng Thơ á. Mua nhiêu tiền? Mua một chục bịch là 55 ngàn. Một chục bịch 55 ngàn. Giờ còn bán là 49 ngàn thôi. Chịu không? Ở đây ta có mua gì đâu. Còn bán 49 ngàn thôi bà chịu không? Nó rẻ hơn ta 6 ngàn. 6 ngàn khỏi có mất công đi đò nữa nè. Đó, chục bịch 49 ngàn. Bây giờ cho cái này gần 100 gói nè. 80 gói đó. Hết luôn đó. Đúng rồi, ăn được ngủ được, không có đau khớp.
Thằng Kinh Tọ cũng có luôn. Phải ăn vô rồi mới uống nha. Thì ăn uống đó thì ngủ được, ăn được mà nó hết nhất. Dạ, dạ. Hổm gài nó hết rồi, hết thuốc rồi nó nhất. À, vậy là bà có uống thuốc này rồi. Có. À, ở đây người ta đi mua. Dạ. 55.000 chục bịch. Một bịch nhỏ như vậy là 5.000 rưỡi. 55.000 chục bịch mà mình gửi 20 bịch thì mình phải chịu người ta 20.000 tiền xăng nữa. À, là 75.000. Vậy con gỡ bà 80 bà mua giùm con ha. Vậy là con lời luôn rồi đó. Bây giờ nè, trước mắt con gửi cho bà 80 bịch thuốc, bà để dành bà uống ha. Rồi với con gửi cho bà 1.000.000, bà để dành làm vốn. Vốn đi bán số. Bán đi số, bà nghe con bà bán đi số, bà mạnh lắm. Bà đi đi, con nói thiệt chú bộ. Anh xuống anh ôm nha. Anh ôm, cho em ở đây, em có tiền em ôm. Con lấy 1.000.000 tiền quỹ ra. Quỹ của hội thiện nguyện BDS, con gửi cho bà 1.000.000. Nha. Bà là cảm ơn. Gửi 1.000.000 này không có xài liền. Làm vốn, mua giấy số đi bán. Bán bỡ lỡ bữa nào còn dư tờ về dò chúng độc đắc đổi đời luôn. Có quất luôn cái nhà lầu luôn. Khỏi ở nhà trời nữa. Bà ấy dân chịu không? Tại bây giờ chúng được tờ được 2 tỷ rồi. Mua đất đặt cơ dư sức đặt cơ cất rồi. Đúng không? Đó, con tạo điều kiện là vừa có công ăn chuyện làm nè, có cơ hội sắm nhà lầu nè. Chịu không? Thuốc thì con cung cấp. Đó. Đồng ý không? Mai đồng ý không? Cắt bữa uống ngày cũng được. Dạ. Vậy đó có lý, có chị hy vọng là chúng đặc biệt. Chị về đây lại đó, chị mua 100 tầng số, chị bán đâu hết. Chị phải ôm thế. Ôm hết thế. Đây là tôi xin gửi lời nói. Bà có số điện thoại không? Có. Số điện thoại là sao? Số điện thoại của gì trong máy gì mà bà có biết đâu. Không biết anh có muốn liên lạc với phan mang. Bây giờ lấy cái điện thoại bà ra đây, con điện vô cái máy của con biết cái số à. Rồi người ta ba điện lại không biết được nghe cái la lộn số à. Để người ta gọi hỏi thăm bà, để chúc phúc bà, nhớ nghe điện thoại nghe. Có nghe, đừng có nói lạ nghe, số lạ là người ta. Cha, bà hay xài điện thoại xịn dữ ta. Điện thoại quẹt quẹt luôn quá không? Điện thoại gì hai còn hư nữa không? Còn đó, lâu lâu nó không bị hư. Có bị hư gì đâu, ai điện cơ thì bà... Đâu có đâu bà điện cơ thăm. Người ta điện cơ lên á. Mà người ta có điện số lạ là người ta có thăm gì đó. Hay là hỏi ai mà bà không nghe rõ. Bà la bên ta không nghe. Bà không có thấy. Đây, Sang sẽ gọi vô cái số của Sang nha. Đây, số trên bàn phím là số của Sang nha quý vị. Bầu Sang sẽ gọi, bấm gọi vô thử ha. Rồi, đây cái điện thoại của Sang nằm dưới. Không có thấy đường mà bấm nghe nữa. Đây số điện thoại của bà Hai Dân nha quý vị. Giờ mình đọc luôn ha. 0393304190. Đây là số của bà Hai Dân nha quý vị. Có cái số quý vị là muốn thăm bà cứ gọi trực tiếp cho bà nha. Giờ mình tắt nha. Dạ. Bà có thường gọi cho con cái gì về thăm không? Bây giờ có thấy đường đâu bấm số gọi. Có ai gọi lại? Gọi á bây giờ á. Nói giờ con cái giờ đi đâu đi. Tháng hay tháng về thăm tôi là ngộn thăm. Tôi bỏ luôn mốt tôi trúng số đừng đứa nào nhào vô đây. Chia cổ nha. Quá nhiều khi tôi giận cái tôi nói. Phải mình trúng số cái nữa. Về nhóc cái tiền. Dạ. Chứ cũng nghèo gì ơi. Nghèo lo mần với mần công ty đâu có nghĩ được. Rồi trước mắt thì con gỡ bà 80 bịch thuốc nè. Bà để dành mà uống ha. Khỏi đi mua chi tốn tiền. Một bịch nam á, 10 bịch 55.000, 80 bịch này hết mấy trăm ngàn rồi.
cũng cả triệu rồi đó. À, coi 5.500, 100 gói là 550.000 đó. Rồi bà để dành bà uống, còn tiền triệu đó Phan ấy xài, xài 50.000 thôi, mua gạo, mua nước, mua gia vị để dành với trứng ăn, 950 đi lạnh với số bán nha, nghe lời con nha, bán số đi nó mới khỏe, chứ bà ngồi nhà hoài không có khỏe. Uống thuốc này vô phải đi bộ, không đi bộ là không có khỏe được nha. Đi ngày ít nhiều cũng phải đi, không đi nhiều được thì đi ít. Người ta nói thuốc này nè mình uống ít ít thôi chứ uống nhiều quá nó có chất bị xa, uống vô nó nữa nó bị ảnh hưởng thận. Không có, cái này nó trị thận luôn á, người ta nói. Người ta nói đó. Mà bà uống bà thấy có hết đau hết nhất không? Uống thì nó hết rồi. Đúng rồi, vậy thôi cứ uống đi. Thì uống hết nhất rồi thôi. Để đó, để dành. Ha, khi nào mà nhất thì uống nha. Rồi để dành nha. Hôm nay con ghé thăm bà vậy, mai mốt con có đi đâu đi ngang con vô thăm bà nữa. Nha. Bây giờ con tranh thủ con chạy qua bên Cờ Đỏ, chạy bển giờ còn xa nữa. Giờ đi bển nữa. Dạ. Con còn nhiều việc nữa. Cho nên con phải tranh thủ con đi. Rồi chúc bà nhiều sức khỏe nha. Nhớ ăn nhiều vô nha. Chừng nào trúng số nhớ gọi con xuống rồi con lãnh phụ cho nha. Mà thiệt các bà gần đây có lối xóm mấy người tốt bụng không à, bà cũng đỡ buồn đó. Chứ thật ra con nói thiệt với bà, tiền của bao nhiêu cũng không có bằng mà cái xóm riền gần á, để mà tới tâm sự mà giúp đỡ bà những cái lúc mà có căn nổ này kia nọ đó. Cho nên nó là những người ở xung quanh ở xóm rất là cần thiết, rất là quan trọng đó. Cho nên bà gắng cố gắng ăn nhiều vô chút rồi uống thuốc rồi khỏe, cứ việc bỏ chích ra mấy trăm ngàn lãnh mấy tệ số đi bán cho vui, nó cũng có được đồng vô đồng ra nha. Rồi gắng cố gắng mỗi đêm niệm Phật nhiều vô để cho mạnh khỏe nha bà nha. Giờ nãy giờ bà nói chuyện con, mà biết con tên ai, tên gì không? Biết con tên gì không? Con tên là Bồ Sang. Dạ. Dạ. Rồi nhà nhớ mai mốt con vòng lại đừng kêu con tên là Sen nha, con thành chuyển giới luôn á. Dạ. Thôi con xin phép bà con đi nha. Dạ. Rồi có ai đọc lại giùm mình cái địa chỉ ở đây à, đọc lại ấp 9B xã Nhì Bình. Huyện Hậu Giang. Rồi cảm ơn cả nhà. Chúc bà nhiều sức khỏe. Cảm ơn mấy cô chú bác anh chị em ở đây ở gần giúp đỡ cho bà nhiều chút. Để bà khó khăn, nếu mà có những người chòm xóm vậy quý lắm. Thật sự xa ở đâu cũng vậy mà có những người gần rất là quan trọng. Thì đây không có tiền thì mượn. Dạ. Người cái không có gạo thì ta cho. Dạ. Thì bây giờ mai có vốn rồi khỏi mượn nữa, đi bán số là con ông mốt làm giàu luôn. Giờ thôi con đi nha. Rồi chào bà. À, bây giờ chạy qua Cờ Đỏ. Dạ. Thôi xin chào cả nhà nha. Rồi là khi nào lâu lâu con rảnh thì con ghé qua con thăm. Dạ. Rồi giờ sang đi ra nha quý vị. Dạ khỏi bà ơi. Dạ má còn nước có đâu. Cái nhà. Cái nhà của bà ở đây. Gạch lá. Cái cây này á là cái cây này á, cái cột trống sợ nó dẹo nè. Trống ngang đây. Đó. Cái cháu nó lại nó đốt cây lại nó chở. Dạ. Dạ anh đi trong khách sạn hàng sau. Không, nhà bà ở nhà là đẹp hơn nhà của ông Út rồi đó. Con có ông Út kia cũng 83, chắc con dắt về đây ở hữu hỷ với bà cho vui quá. Ổng cũng bị vợ con bỏ hết trơn, ổng tội nghiệp lắm. Ổng hả, ổng ở bên Cờ Đỏ đó, ông Út á. Chắc con về con tâm sự với ông Út quá, chịu dắt qua đây ở với bà quá.
còn đi nổi không? Bà này không nổi ông kia không nổi nó chết à? Ông kia đi yếu hơn bà hai dân nữa. Thôi con chào cả nhà nha. Rồi.